chủ động nghiên cứu nâng cao năng lực dự báo chính xác những vấn đề chiến lược tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời các tình huống không để bị động bất ngờ, triển khai chặt chẽ nghị quyết Trung ương 8, giải quyết vấn đề biển đảo, biên giới, hòa bình, hữu nghị. Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở mọi địa bàn, ở các cấp, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2019-2024 và tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng. Thực hiện tốt 3 đột phá theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11, tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế và các đồng chí chuẩn bị tốt cho kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, rồi hướng tới 80 năm thành lập quân đội, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Cùng với nhiệm vụ bảo đảm kịp thời hậu cần, kỹ thuật, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan đơn vị ứng dụng khoa học công nghệ, tạo đột phá mới về công nghiệp quốc phòng, làm chủ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vật tư kỹ thuật cho các loại vũ khí trang bị, nhất là vũ khí trang bị hiện đại, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số, tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng song phương, đa phương, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Trong dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định trao tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho 252 tập thể vì đã hoàn thành toàn diện xuất sắc các mặt công tác quân sự quốc phòng, có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.